Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Quân đội Israel tuyên bố đã bao vây hoàn toàn thành phố lớn nhất giải Gaza trong bối cảnh hàng cứu trợ nhân đạo ngày càng khó tiếp cận với vùng lãnh thổ Palestine. Liên Hợp Quốc cùng ngày cho biết các cuộc không kích của Israel đã đánh trúng các trường học do Liên Hợp Quốc điều hành khiến hàng chục người thiệt mạng quốc tế đang gia tăng sức ép ngoại giao, yêu cầu các bên liên quan ngừng bắn khẩn cấp và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhân đạo. Gần một tuần sau khi bắt đầu chiến dịch trên bộ vào giải Gaza, quân đội Israel cho biết thành phố Gaza đã bị bao vây hoàn toàn. Lực lượng công binh đang nỗ lực xác định và vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng dưới lòng đất, chất nổ và các mối đe dọa khác để quân đội có thể tiến vào khu vực một cách an toàn. Trong khi đó, cơ quan cứu trợ và việc làm Liên Hợp Quốc cảnh báo thương vong đối với dân thường tiếp tục gia tăng khi các cuộc pháo kích của Israel trúng vào các khu dân cư, trường học và bệnh viện ở Gaza. Chỉ trong vài giờ qua, cơ quan này đã nhận được báo cáo rằng 4 trong số các trường học do Liên Hợp Quốc điều hành, nơi 20.000 người đang trú ẩn, đã bị trúng bom đạn, khiến hàng chục người thiệt mạng. Gần một nửa số bệnh viện ở Gaza đã ngừng hoạt động do bị ném bom và thiếu nhiên liệu. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus thừa nhận cơ quan này đã gần như không thể đưa viện trợ tới Gaza khi những điều kiện an toàn cơ bản cho các nhân viên tại khu vực không được bảo đảm. Ít nhất chúng ta cần một lệnh tạm dừng bắn nhân đạo và lý tưởng nhất là một lệnh ngừng bắn. Chúng tôi cần quyền tiếp cận không bị cản trở và lối đi an toàn được cả hai bên nhất trí để đảm bảo an ninh cho các tuyến đường tiếp cận. Không gì có thể biện minh cho những cuộc tấn công khủng khiếp của Hamas và Israel. Cùng ngày, phía Ai Cập cho biết 341 công dân nước ngoài đã rời khỏi Gaza, một ngày sau đợt sơ tán đầu tiên những người Palestine bị thương và người nước ngoài. Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, Nước này đang chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho việc sơ tán gần 7.000 công dân của hơn 60 quốc gia thông qua cửa khẩu Rafah. Trong khi đó, quốc tế tiếp tục gia tăng sức ép, buộc các bên liên quan ngừng bắn và tạo điều kiện cho tiếp cận nhân đạo của người dân. Jordani hôm qua đã trở thành quốc gia mới nhất triệu hồi đại sứ tại Israel về nước sau Chile và Colombia. Bolivia trước đó đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel nhằm phản đối các cuộc tấn công gây thương vong cho dân thường. Liên Hợp Quốc và các tổ chức viện trợ cũng liên tục đưa ra những lời kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp, hối thúc các bên thực hiện nghĩa vụ đạo đức đối với nghị quyết được hơn 100 quốc gia thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua hồi cuối tuần trước. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dutarek nhấn mạnh, Tổng thư ký hoan nghênh việc tiếp tục di chuyển người dân và hỗ trợ nhân đạo thông qua cửa khẩu Rafah. Điều cần thiết là phải có dòng viện trợ nhân đạo thường xuyên và bền vững vào Gaza ở quy mô cần thiết để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân. Tất cả những điều này là một bước quan trọng theo đúng hướng mà chúng ta cần xây dựng. Trong một diễn biến đáng khích lệ, mang lại tia sáng hiếm hoi cho cuộc xung đột, lãnh đạo chính trị của Hamas, Ismail Haniyeh đã đề xuất ngừng bắn ngay lập tức, bao gồm việc trao đổi tù nhân và mở ra con đường chính trị để thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Phía Israel vẫn chưa phản hồi về đề xuất này. Tuy nhiên trước đó, chính quyền Tổng thống Israel Biden, một đồng minh của Israel, từng tuyên bố đàm phán chỉ diễn ra nếu Hamas trao trả hoàn toàn các con tin. Ngày 2 tháng 11, Thượng viện Mỹ phê chuẩn 3 vị trí nhân sự quân đội cấp cao, bất chấp sự ngăn cản của thượng nghị sĩ Tommy Tuberville của Đảng Cộng hòa. Với tỷ lệ bỏ phiếu 95-1, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn đô đốc Lisa Franketti làm Tư lệnh Hải quân và đại tướng David Onvin làm Tham mưu trưởng Không quân. Trong khi đó, trung tướng Christopher Mahoney trở thành phó Tư lệnh Lực lượng Lính thủy đánh bộ. Với tỷ lệ bỏ phiếu 86-0, với kết quả này bà Frank Kathy trở thành người phụ nữ đầu tiên chỉ huy lực lượng hải quân Mỹ và là thành viên hội đồng tham mưu trưởng liên quân. Cả ba người đều được đề cử từ nhiều tháng trước, song quá trình phê chuẩn bị trì hoãn do sự cản trở của Thượng nghị sĩ Tuberville về chính sách phá thai. Hành động này đã ảnh hưởng đến gần 400 sĩ quan. Thậm chí Lầu Năm Góc còn khẳng định việc trì hoãn phê chuẩn đã đe dọa an ninh quốc gia. Giới lãnh đạo Lầu Năm Góc đã cảnh báo rằng việc trì hoãn phê chuẩn nhân sự quân đội đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ Năm ngoái, tòa án tối cao Mỹ đã lật ngược phán quyết Roe v. Wade mang tính bước ngoặt có từ năm 1973, theo đó công nhận quyền phá thai theo hiến pháp. Theo đó, Lầu Năm Góc cho biết sẽ trả chi phí đi lại cho các quân nhân muốn phá thai. Đảng Dân Chủ cho rằng ông Tuberville nên thể hiện lập trường phản đối một vấn đề chính sách bằng cách nhắm mục tiêu vào những người được đề cử liên quan đến chính sách đó. Tuy nhiên, ông Tuberville không nhượng bộ, nhấn mạnh Đảng Dân Chủ có thể xem xét từng trường hợp thăng chức, nhưng quá trình này có thể mất vài tháng. Dự kiến, Thượng viện Mỹ tiếp tục phê chuẩn nốt nhân sự trong quân đội, vốn bị trì hoãn trong thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Drake Reed đã đề xuất dự thảo đình chỉ việc Thượng viện cho phép bỏ phiếu cùng một lúc nhiều nhân sự trong quân đội, nhưng chỉ áp dụng đến cuối năm sau. Thượng viện sẽ xem xét dự thảo nghị quyết này trong vài tuần tới. Ở một diễn biến liên quan với 53 phiếu thuận và 43 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn cựu Bộ trưởng Tài chính Drake Liu ứng cử viên do Tổng thống Joe Biden đề cử làm đại sứ Mỹ tiếp theo tại Israel, bất chấp sự phản đối của Đảng Cộng Hòa về các thỏa thuận trong quá khứ của ông với Iran. Đảng Dân Chủ đã nỗ lực nhanh chóng bổ sung vị trí lãnh đạo đang bỏ trống tại Đại sứ quán Mỹ ở Israel sau cuộc tấn công của phong trào Hamas, tổ chức vũ trang được Iran hậu thuẫn từ giải Gaza vào Israel hôm 7 tháng 10. Trưởng ban đối ngoại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Ben Cardin đã ủng hộ ông Liu, ghi nhận trình độ ông này và cho biết Israel hoan nghênh việc đề cử ông. Theo kênh CNN Mỹ, Ngoại trưởng Anthony Blinken đã đến Israel ngày 3 tháng 11 để gây sức ép với chính phủ Israel về cuộc tấn công đang diễn ra ở Gaza trong bối cảnh quốc tế phản đối ngày càng tăng và số dân thường thiệt mạng ngày càng lớn. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, người đã hai lần tới Israel sau vụ đột kích của Hamas, có kế hoạch gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các quan chức cấp cao khác của nước chủ nhà khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden tiếp tục nỗ lực cân bằng giữa sự hỗ trợ về quốc phòng cho Israel với lời kêu gọi công khai về việc bảo vệ dân thường. Ông Blinken đã tới Tel Aviv vào sáng ngày 3 tháng 11 cùng với đại sứ Mỹ mới được bổ nhiệm tại Israel, Jack Lew. Trong phát biểu với báo chí trước khi rời Washington DC, Ngoại trưởng Blinken cho biết ông dự định nói chuyện với chính phủ Israel về chiến dịch đang diễn ra nhằm vào Hamas và các bước cần thực hiện để bảo vệ dân thường. Ông cũng có ý định thảo luận như ông đã làm trong các chuyến đi trước đây liên quan đến các con tin đang bị Hamas bắt giữ và việc ngăn chặn một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Ông Blinken từ chối đi vào chi tiết về các bước cụ thể để bảo vệ dân thường tốt hơn, cũng như không đưa ra câu trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu Israel có thể hiện sự kiềm chế trong cuộc tấn công của mình cho đến nay hay không. Thay vào đó, ông nói rằng đây là một cuộc tấn công do Hamas tạo ra, lên án nhóm này vì sử dụng thường dân làm lá chăn sống. Các quan chức trong chính phủ Mỹ đã cảnh báo những người đồng cấp Israel về tác động của những hình ảnh thương vong ở giải Gaza cũng như tầm quan trọng của việc cho phép viện trợ nhân đạo đến khả năng theo đuổi các mục tiêu chiến lược của họ khi sự lên án của quốc tế ngày càng lan rộng hơn. Các đối tác Ả Rập đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch của Israel ở Gaza, còn Jordani và Bahrain đã triệu hồi đại sứ của họ. Ngoại trưởng Blinken cho biết việc duy trì dòng viện trợ nhân đạo và sự di tản quy mô lớn người dân ở Gaza cũng sẽ là một trọng tâm quan trọng khác trong các cuộc thảo luận của ông ở Israel. Ưu tiên tiếp theo của ông Blinken khi dừng chân ở Israel là thảo luận về tương lai. Ông nói: "Làm thế nào chúng ta có thể đặt ra các điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài, bền vững, an ninh lâu dài, bền vững cho cả người Israel và người Palestine." Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã nhiều lần tuyên bố rằng không thể quay trở lại nguyên trạng với Hamas, trong khi các quan chức Israel cho biết họ có ý định loại bỏ nhóm này khỏi Gaza. Nhưng tại cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ, Ông Blinken nói rằng Israel không thể điều hành hoặc kiểm soát Gaza, đồng thời lưu ý, đó không phải là ý định của họ, đó không phải là điều họ muốn làm và đó không phải là điều sẽ được hỗ trợ. Trong khi đó, tờ New York Times của Mỹ cũng đưa tin rằng Ngoại trưởng Mỹ sẽ hối thúc chính phủ Israel đồng ý với một số lệnh ngừng bắn tạm thời ở giải Gaza để đảm bảo thả con tin và phân phối viện trợ nhân đạo. Thương vong ngày càng tăng đối với thường dân Palestine, cùng với tình trạng thiếu lương thực, nước, thuốc men và nhiên liệu trầm trọng đã khiến các nhà lãnh đạo toàn cầu tăng cường kêu gọi tạm dừng giao tranh hoặc ngừng bắn. Tuy nhiên, Israel đã bác bỏ những lời kêu gọi đó, nói rằng họ nhắm vào các tay súng Hamas mà họ cáo buộc cố tình ẩn náu trong khu dân cư và các tòa nhà dân sự. Cơ quan Y tế Gaza cho biết, cho đến nay, ít nhất 9.000 người đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc tấn công vào khu vực có 2,3 triệu dân để trả đũa các cuộc đột kích của Hamas vào miền nam Israel một nhóm chuyên gia độc lập của Liên Hợp Quốc cảnh báo người Palestine có nguy cơ diệt chủng nghiêm trọng. Nhóm báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc cho biết trong một tuyên bố, Chúng tôi kêu gọi Israel và các bên liên quan đồng ý ngừng bắn ngay lập tức. Chúng ta sắp hết thời gian. Báo Gulf Today của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đưa tin, Hạ viện Bahrain thông báo đã triệu hồi đại sứ nước này tại Israel và ngừng hợp tác kinh tế với Tel Aviv để phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza. Theo cơ quan lập pháp Bahrain, việc tiếp tục cuộc chiến ở giải Gaza và sự gia tăng căng thẳng liên tục của Israel đã thể hiện sự thiếu tôn trọng luật nhân đạo quốc tế. Điều này đã buộc Quốc hội Bahrain phải đưa ra các biện pháp để bảo vệ cuộc sống và tính mạng của những người dân vô tội ở Gaza và tất cả các khu vực của người Palestine. Quốc hội Bahrain khẳng định lập trường vững chắc của nước này trong vấn đề Palestine, đó là ủng hộ quyền của người Palestine được thành lập một nhà nước độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô, phù hợp với các nghị quyết quốc tế. Thông báo của Hạ viện Bahrain cũng cho biết Đại sứ Israel tại Bahrain đã về nước. Phó chủ tịch Hạ viện Bahrain Abdulnabi Salman đã tuyên bố cuộc chiến đang diễn ra tại Gaza không cho phép im lặng. Bahrain và Israel thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2020 trong khuôn khổ Hiệp định Abraham do Mỹ làm trung gian. Vào ngày 1 tháng 11, Jordani triệu hồi đại sứ tại Aviv về nước và yêu cầu đại sứ Israel không trở lại Jordani. Đây là động thái mới nhất của Jordani để phản đối việc Israel bắn phá Gaza. Bolivia cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel, trong khi một số nước Nam Mỹ khác như Chile, Colombia cũng đã triệu hồi đại sứ của họ về nước. Về thông tin các nước cắt đứt ngoại giao với Israel, trước đó người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel, ông Leo Hayat cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng Bolivia đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel. Với bước đi này, chính phủ Bolivia đang gắn mình với tổ chức Hamas. Chính phủ Bolivia tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel do hoạt động quân sự của nước này ở giải Gaza. Theo đài RT, trong một cuộc họp báo, thứ trưởng ngoại giao Bolivia Freddy Mamani cho biết Bolivia quyết định các đứt quan hệ ngoại giao với nhà nước Israel để bác bỏ và lên án cuộc tấn công quân sự của Israel ở giải Gaza. Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Bolivia Mariana Prada cáo buộc Israel phạm tội đối với người Palestine ở Gaza, đồng thời kêu gọi chính phủ Israel chấm dứt các cuộc tấn công ở đây vốn đã khiến hàng ngàn thường dân thương vong và buộc người Palestine phải di rời. Bà cũng yêu cầu Israel chấm dứt lệnh phong tỏa Gaza vì lệnh này đã ngăn chặn việc vận chuyển thực phẩm, nước uống cũng như các mặt hàng thiết yếu cho người dân Gaza, đồng thời vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Chia sẻ trên mạng xã hội X, ông Morales chỉ trích chính phủ Bolivia vì đã mất 3 năm để cắt đứt quan hệ với Israel một lần nữa và chỉ thực hiện điều này giữa áp lực của người dân. Cựu Tổng thống Morales nói thêm rằng điều này vẫn chưa đủ và Bolivia phải chỉ trích Israel mạnh mẽ hơn nữa, nộp đơn khiếu nại lên tòa án hình sự quốc tế. Bolivia là quốc gia đầu tiên chấm dứt quan hệ với Israel vì xung đột ở Gaza. Các nước láng giềng của Bolivia là Colombia và Chile cũng triệu hồi đại sứ về nước để tham vấn, lên án về thương vong của dân thường ở Gaza và kêu gọi ngừng bắn. Về mặt lịch sử, các quốc gia thiên tả ở Mỹ Latin có thiện cảm với chính nghĩa của người Palestine, trong khi các quốc gia cánh hữu có xu hướng theo quan điểm của Mỹ. Viết trên trang mạng xã hội X, tổng thống chile gabriel boric cáo buộc israel vi phạm luật nhân đạo quốc tế và đi theo chính sách trừng phạt tập thể người dân gaza ông đã tuyên bố triệu hồi đại sứ jork kavadan